Chào các bạn. Rất vui được gặp lại với các bạn trong ngày hôm nay. Trên tay tôi là chiếc mặt nạ. Chắc hẳn cái hình ảnh này cũng đã rất quen thuộc với chúng ta trong 1 2 tuần trở lại đây. Thì đây chính là chiếc mặt nạ được chúng tôi chế tạo để vượt qua AI, trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong Face ID của chiếc iPhone 10 này. Thì trong cái phiên bản này, trong cái phiên bản này thì chúng tôi phải mất từ 9 đến 10 tiếng để có thể đánh lừa được AI sử dụng trong Face ID à, và hôm nay ở đây chúng tôi có một chiếc mặt nạ mới chiếc mặt nạ này à, dựa trên cái nguyên lý mà chúng tôi đã chứng minh qua cái phiên bản đầu tiên dựa trên cái POC đó chúng tôi đã chế tạo cái mặt nạ này và cái mặt nạ này à, được sử dụng công nghệ in 3D và dùng bột đá và hai cái phần mắt là ảnh hồng ngoại 2D được gắn trên cái nền 3D của cái khung 3D khung 3D này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thử xem liệu chiếc mặt nạ này có mở khóa được chiếc điện thoại iPhone 10 đang trên tay tôi hay không và chúng ta sẽ cùng xem. Trước tiên thì tôi sẽ reset tức là xóa cái dữ liệu Face ID cũ trên chiếc điện thoại này. Và trước trước khi tôi xóa dữ liệu Face ID cũ thì chúng ta sẽ cùng thấy là hai cái tùy chọn an ninh uh, nâng cao của Face ID đều đang được bật và đặt ở mức cao. Tôi sẽ xóa cái dữ liệu Face ID cũ và thiết lập cái dữ liệu mới với khuôn mặt của tôi. tôi sẽ thử mở khóa chiếc điện thoại này với chính khuôn mặt của tôi và tất nhiên thì nó mở khóa rất dễ dàng tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng xem liệu chiếc mặt nạ này có mở khóa được trên điện thoại trên tay tôi hay không vâng các bạn đã thấy là chiếc điện thoại cái hình cái khóa đã được mở ra. Vâng. Rất là dễ dàng. Như vậy chúng ta có thể thấy chiếc mặt nạ này đã mở khóa được chiếc điện thoại trên tay tôi như cách mà hai anh em song sinh đã mở khóa chiếc điện thoại iPhone 10 này. Và tôi với chiếc mặt nạ này như là một cặp song sinh và trong an ninh mạng thì đây là một điều không đảm bảo. Và chúng tôi buộc phải nâng mức độ cảnh báo đối với công nghệ Face ID lên một mức cao hơn. Đó là nó không đảm bảo cho tất cả chúng ta sử dụng trong thương mại. Thay vì trước đây chúng tôi chỉ cảnh báo công nghệ Face ID này không đảm bảo, không phù hợp đối với các yếu nhân. Xin cảm ơn các bạn.